Normalement, ouais, ce serait appelé comme ça, mais là c'était un CDI, c'est en fait les grosses boîtes font en fait c'est de... Quay siêu tắc, quay siêu tắc à? Hết pin chưa? Chưa. Đây, để cho cậu. Đây là cầm túi. Kiểm
chúc Messi. Trong đây này. Anh cho mở cái túi đi. Thế thần à. Wow. Đẹp hơn ở San Malo nhiều luôn á. Nghĩ sao ở chỗ này San Malo là dán chích mẹ luôn. Chỗ này là kỳ quan mà ba. Đấy. Sức leo bơi ra kia kìa, thông lẽ đúng không? Chứ mà để đâu thế này thì chiều nó lên đấy. Mà ở đây nó không có cái chỗ mà leo lên cao xong nhảy xuống tùm thần đó đó. Hơi xuống nhỉ? Ta đây cái bảng mà ai lớp nhất ấy chỗ khác ở cái cầu ở kia thì nó có một cái con nó cứ ai lớp cái cầu hai cái nhánh núi ra nhìn đẹp quá. Tự lao lên nhìn xuống đẹp kìa. Đây là con voi.
chef. Et bah, c'est pas mal l'Angleterre avec sa boîte. Đây là cái một cái đoạn đường để mình đi lên trên đây tham quan trên cao. Một xíu nữa mình sẽ đi qua cạnh bên kia. Rất là đẹp luôn. Kỳ quan thiên nhiên. Gì phong bo hả? Phong bo hả? Trái này trái gì cường? Hái nè. Giống trái phong bo quá hả? Cẩn thận cái kia nó châm nhá. Nó gai nhiều lắm á. Có nhiều người thì cứ giấy hiến xác cho đi học á. Hiến xác hay hiến tạng? Nhưng mà sao đó họ đã nghĩ gì nè. Có quyền nào nghĩ á. Kính ngay từ lúc trẻ kìa. Hả? Kính từ lúc trẻ kìa. Có chứ. Nói chung mấy cái trường hợp đó gia đình cản, nhưng mà nguyện vọng của người ta cũng tự ý thôi. Cũng đéo cản. Đấy là vẫn được quyền đổi ý á. Đây là thú lạ. Má ở trong kìa, tụi má tức vãi cái lòng. Kiếm cay chứ. Nhưng mà nó có cái vị gì không anh? Cái này ăn tươi. Chua. Chua hả? Ngon lắm, có cái vị là chua. Ủa, chứ em không ăn cái nào? Ăn cho em bây giờ. Em uống cái, em uống cái rượu vang với nước rồi. Ủa, chưa ăn rồi sao không ăn đi mà cứ đứng đó hỏi. Thôi em đang kiếm này, cái trái chùm này được không? Nó bị hỏi em có cái từ từ gai đó cha, độ má nó đâm cha. Chùm này được không? Ngon không? Rồi ăn đi. Dơ xong, sập không? Ui, chết mẹ bố rồi. Ui, cái gai cái lá này, chùm kinh cực. Em nhìn thấy nó cứ dơ dơ sao á? Bụi mà. Này, cẩn thận cái lá nó châm một chân đó. Má ở trong đó mực quá nha. Bây giờ làm vlog ông này. Giới thiệu mẹ, đây là cái quả mẹ gì nó mọc ở đâu? Đó là nói rồi đó. Đây, quả mẹ gì? Nó mọc ở đâu? Đây là quả mâm xôi. Quả mâm xôi. Nguyệt, tiếng Pháp là tiếng Pháp là Nguyệt. Nó mọc rất nhiều ở gọi là gì? Xin chào quý vị và các bạn, chúng tôi đang ở trên đỉnh núi Etherta và đang thưởng thức. Lưng chừng thôi, nó đỉnh lên hơi xa. Chúng tôi đang ở lưng chừng của ngọn núi tại bãi biển Etherta đúng không? Etherta hả? Etherta. Và đang nhâm nhi vài trái Nguyệt, hay còn gọi là trái mâm xôi. Nè, ăn nè, là mẫu nè. Đó, đó. Ôi. Mà bây giờ tôi sẽ thử thách thử quả mía. Và tôi sẽ cắt cái đoạn này ra. Mẹ, anh Hải mà thì thằng đéo nào mà xin cắt một. Ngoài cái khả năng gạch đau ra nó còn gây ngứa thì phải ạ. Không ngứa. Không có ngứa. Cái lá khác. Dai thôi. Khác nữa hả? Có một cái loại lá tên gì ở đây này. Đâu rồi? Đây này, đây là lá này. Mày thử đưa cạo vào chân. Đây là anh Cường. Ánh Cường. Em trai của Ánh Viên vừa mới lội xong 8 dòng ra biển. Sau khi ăn vài trái mượt thì anh quyết định nhảy xuống lội tiếp. Sung sức và tăng cường sinh lực. Em thích biển vậy nè, biển vừa có núi vừa có biển đẹp. Tát cho bay mông bây giờ.
để đấy tí cho. Thôi đi tiếp. Anh Hoàng của chúng ta đang thu hoạch quả mì. Mời các bác nha. Đây là đặc sản của vùng Etherta đấy. Đùa đấy, ở đâu cũng có, nước Pháp đâu cũng có. Nhưng mà Etherta này còn nó có một cái anh đưa, anh đưa ra ngoài cái biển cho nó view đẹp chút đó. Quá trời tuyệt. Ok, merci beaucoup. Okay. Đây là su hào. Nhưng mà su hào đực không có quả. Không trên, có củ. Ở trên cái ngọn núi như vậy mà cũng có cái su hào nữa hả? Ừ, cái su hào mới mà giống đực. Đó. Ok. Ở đây không có su hào cái cho nên nó sẽ không không có củ. Con nó điêu đấy thôi. Chém gió. Đi chuẩn su hào đấy. Ôi trời ơi, đẹp quá. Ở dưới đó rất là đẹp, mình sợ độ cao mình không dám đi ra. Lại lơ. Nắng lên coi trời, không có nắng quay xuống quắc. Ôi tôi sợ độ cao quá không dám ra ngoài. Cái kia nó giống như cái lạc, nó xây cái cục thành gì để trốn chỗ mà. Một tay chụp thoải mái rồi. Cho em trái ngon chưa ăn được cái nào. Vậy nó lý sự. Đây là câu lạc bộ Bích Thủ. Dẫn đầu câu lạc bộ Bích Thủ là Bích Thủ Cường. Bích Thủ Cường mà với tần suất là 80 khắp trong một ngày. Người Mỹ thổ chứ không phải người thổ. Là ở dưới là thế đứt nằm ở dưới là bị bị bật cho nên là đứt nó cứ dập xuống dập lên thế rồi nó nhồi. Cháu bây giờ xương cùng cụt nó mòn mẹ rồi. Ai hoa đẹp. Giới thiệu các bác đây là hoa. Cái ngày cứu đấy. Giới thiệu đi. Cường nó đi 7 lần nhưng nó đéo biết cái gì đâu. Cái cây mà từ cái cây đấy. Giờ trời hết nắng quay hết đẹp rồi. Ô bên kia còn nữa kìa. Mà làm sao đi cho hết đây. Chỗ sáng chỗ tối không? Có trèo đèo đâu, đạp này này. Đèo á. Mệt vãi cả đái luôn.
Không, nhưng mà cũng có cái loại chèo nữa mà do nhưng chú mà thuê cái loại đạp. Tại vì là vì mình đông người không? Thì mình thuê một cái thuyền 4 người, thì là hai thằng đạp, hai thằng ngồi chơi còn hai thằng đạp. Anh phải đạp chèo. Nặng lắm hả? Nó không có cho anh chơi chèo à? Không phải, đấy là thuyền chèo là thuyền đôi, thuyền một thuyền đôi thôi. Nặng lắm hả? Còn 4 người. Ừ, nặng nhưng mà hai đứa kia nó được chơi, còn hai thằng này thì phải đạp. Một lúc nữa thì nhưng mà không cho hai đứa cái chèo à? Hả? Nhưng chỉ mà có hai chỗ hai cái đạp thôi mà. Nhưng mà được cái đó nó to, còn để vali để đồ lên đúng rồi, thoải mái để đồ luôn. Thoải mái lên chứ nó không bé như thế này. Thì anh có tưởng tượng là bình thường nếu mà nắng thì màu nó sẽ màu xanh thế này, trời màu xanh rồi biển màu xanh đấy. Bây giờ nó lại trời nó bị âm u rồi. Nó bị âm u. Hết nắng rồi. Sương mù nhỉ? Sương mù. Vì mới giờ này có sương mù. Ghê góc này nó góc cũng kia là kìa. một kiểu sương mù. Anh Hoàng đi cứ đi là một kiểu thời tiết lạ mới à. Ở Pháp thì ngay những cái địa điểm du lịch thì cũng không có nhiều những quán ăn uống, tại vì cái việc kinh doanh mua bán ở đây được kiểm soát rất là chặt, cho nên là mọi người không thể tùy tiện mà mở nhiều quán xá như ý muốn được. Nhưng mà ví dụ từ cái chiều anh đi thì lên đi xanh te. Anh tưởng đi Venice. Venice thì thật khó xanh te. Hình như cái Venice nó có cái gọi là Veron đó. Nó nghe nói là nó hoang dã ít người hơn Venice. Anh có chụp hình với Tháp Nghiêng không anh Hoàng? Có. Dạ, em không thấy anh đăng lên. Tại sao? Điểm nổi tiếng không có mà. Có trong tiệm. Hết nắng rồi quay hết đẹp rồi. À, leo núi. Núi mệt như con thú. Đẹp mà.
đi thẳng đi.